Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Hôm nay thì mình lại tiếp tục leo danh và khá là xui cho mình lại vào cái đảo Thiên Đường này rồi. Thật sự thì mình không thích ở cái đảo Thiên Đường này một chút nào cả. Thì lâu lâu thì mình cũng vô đây và mình phát hiện ra một số cái thay đổi nho nhỏ trong cái đảo Thiên Đường này, thì có thể là anh em đã biết rồi mà cũng có thể là anh em chưa biết, vậy nên là mình sẽ chia sẻ luôn cho anh em những cái thay đổi nho nhỏ đấy. Đầu tiên là cái quãng đường nhảy dù thì mình không rõ là bao lâu rồi, nhưng mà ngày trước ấy thì nhảy dù cái quãng đường bay nó sẽ rất là xa, rất là dài, nhưng mà ấy ở những cái mấy ngày vừa rồi ấy thì cái quãng đường bay khi nhảy dù ấy nó rất là ngắn và nó tương đương với cái quãng đường nhảy dù ở cái đảo quân sự thôi. Thật sự thì cái map đảo Thiên Đường này mình rất là ít xuống luôn, à mình rất rất là ít chơi, đa phần là chỉ có đấu danh thì nó rơi vào cái đảo này thì mình còn chơi thôi, chứ bình thường mà bảo mình đấu thường mình vào cái map này thì không có đâu. Và cái thứ hai là cái vòng bo thì hình như là đã giảm bớt đi một cái vòng bo rồi, và cái vòng bo một chuẩn bị thu vào ấy là cái vòng bo bằng luôn với cái vòng bo ở trong đảo quân sự luôn. Bây giờ mà cứ bo xuất hiện phát là nhìn thấy bo là phải chạy SML luôn rồi, chứ không như ngày xưa là cái bo nó rất là to, bây giờ cái bo nó bé cực kỳ luôn. Chắc là để cho giảm cái thời lượng của trận đấu xuống thì người ta đã giảm bớt đi một ít cái bán kính của vòng bo một rồi. Nếu mà anh em để ý thì anh em sẽ thấy thôi, chứ còn bình thường thì có khi là anh em cũng chả thích chơi ở cái map này mấy. Có một số người thì sẽ thích chơi ở cái map này, nhưng mà cái số người thích chơi ở cái map này nó chỉ là số nhỏ thôi. Còn phần đại đa số thì đều thích chơi ở cái map quen thuộc kia. Tại vì là cái thời lượng trận đấu nó sẽ kết thúc nhanh hơn là ở cái map đảo Thiên Đường này. Ngày xưa là mình nếu mà leo danh thì mình rất thích chơi cái map đảo Thiên Đường này luôn. Nhưng mà bây giờ thì không nữa rồi, không thích nữa rồi. Tại vì là for nó không chịu được bo nữa. Nếu mà for mà chịu được bo ấy thì mình lại cứ thích ở đảo Thiên Đường cơ. Tại vì ở đây có khá là nhiều máu, nhặt khá là sướng. Chỉ cần mỗi người 10 bình máu thôi là con pho này có thể ôm bo gọi là mệt nghỉ rồi. Nhưng mà bây giờ thì chịu rồi. Mình không biết là pho 24% có ôm được bo hay không, thì cái này thì mình chưa rõ lắm. Nhưng mà chắc chắn một điều là pho 20% không thể bơm được bo ở cái phiên bản mấy phiên bản này. Tại vì mình có test cho anh em xem rồi. Bo nó giật rất là đau. Các cái đội đấu giải bây giờ người ta cũng bỏ luôn cái phương pháp gọi là ôm bo rồi. Mình thấy cái chiến thuật ôm bo cũng khá là hay mà tự dưng sinh ra cái đấu giải làm gì. Xong rồi cái bị tăng sát thương hai vòng bo cuối lên luôn. Khá là xui. Nếu mà không có đấu giải chắc là Gana sẽ không fix cái vụ for nấp bo đâu. Đấy anh em nhìn đi, cái bo này. Cái bo trận này chạy mệt nghỉ luôn. Thì ngày xưa cái bo nó to hơn, nhưng mà do là chắc là để tiết kiệm thời gian của cái một cái game đấu nên là người ta đã cho cái bo bé lại rồi. Bé gọi là tí xíu luôn. Bằng luôn với cái bo một ở cái đảo quân sự kia. Tại vì là cái map đảo Thiên Đường này nó rộng hơn cái map đảo quân sự. Nên là mọi người nhìn cái bo thì nó trông nó bé đấy thôi, như chứ thực ra thì cái bán kính thì nó vẫn bằng cái ở đảo quân sự đấy. Mình đang rất cần một khẩu súng trường, hiện tại thì cầm hai cái khẩu tiểu liên này thì nó hơi dị, nó quá thiên về bắn tầm gần. Mình vẫn chưa thấy cái khẩu súng trường nào. Mặc dù là từ nãy giờ mình chạy qua thì chạy qua nhiều rồi. M14 thì có khá là nhiều khẩu. Đây rồi, pha mát đây rồi.
nhưng mà thật sự thì mình không thích khẩu M14 cho lắm. Trong này có một số khẩu mình khá là không thích. Đầu tiên là cái nỏ là một này, xong rồi thêm là M14 này. Đấy, đại loại là mấy khẩu đấy. Tại vì nó khá là khó bắn và nó không hiệu quả bằng những cái khẩu súng khác. Trong này thì anh em cứ lựa chọn những cái khẩu súng nào mà nó hiệu quả thì anh em ta chơi thôi. Còn nó không hiệu quả thì anh em ta cho out thế thôi. Ngoài ra thì có thêm khẩu K98 nữa. Tại vì K98 nhiều khi bắn nó cũng khá là xui. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy vào bo thôi. Khá là hên cho mình là có một con xe ở đây. Bo thì bắt đầu thu rồi nhưng mà cũng còn khá là lâu để có thể chạm được vào cái chỗ mà bọn mình đang đứng đây. Nhưng mà mình cứ chạy trước thôi. Để cam cầu thôi, đi ra cầu cam cầu thôi. Map này khá là rộng nhưng mà một cái điểm yếu của cái map này nó là nó rộng nhưng mà nhiều khi bo nó thu vào những cái chỗ nó rất là chuối. Củ chuối đến mức gọi là không thể tưởng tượng ra luôn. Có những trận bo thu vào đúng vào cái đỉnh núi luôn. Mà những cái thằng nào mà nó lên núi trước rồi ấy, thì nó sẽ rất là lợi. Ngoài ra thì do cái map đảo trên đường này nó vừa mới ra mắt nên là nó đang bị gọi là tồn tại nó khá là nhiều lỗi. Nhỏ có, lớn có, rồi các thứ cũng có. Và cái mà đợt này mình đang thấy nhiều nhất đó là chính là cái góc lag. Chắc là anh em cũng biết hết rồi. Ở mấy cái mái nhà với lại những cái ở cái chỗ cầu thang ấy thì có góc lag và có thể chui vào được. Những cái chỗ đấy thì nấp khá là ok. Nhưng mà mình hy vọng là một vài phiên bản sắp tới sẽ fix được cái lỗi đấy thôi. Rồi, lên xe và đi thôi. Đấy, anh em thấy không? Bo thù khá là ghê cái bo này này. Khá là xa luôn. Cái map này mà cày cái nhiệm vụ gọi là Misa đi xe thì gọi là thôi rồi luôn. Trong cái thẻ vô cực ấy, anh em nào mà mua rồi ấy thì có cái nhiệm vụ cao cấp hay là gì đấy, nhiệm vụ gọi là dùng Misa lái xe đi 20.000 m ấy, thì trong cái map này chạy mấy vòng map thôi là đủ 20.000 rồi. Vào đây chỉ chạy thôi, không làm gì khác, chỉ lên xe và chạy thôi, một trận là đủ. Hoặc là dùng Kenly cũng được, nhưng mà chạy Kenly là hơi liều tại vì là dễ bị bọn nó bắn lắm. Hiện tại thì mình đang ở trong bo rồi. Dừng lại đây và chờ đợi thôi. Xem có địch chạy không thì bắn thôi. Dưới kia thì có một cái hòm thính nhưng mà đã bị nhặt rồi. À đây 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 đây, địch đây rồi. Địch đây rồi, nào. AK bắn khá là củ chuối mọi người ạ. Mình thấy có hai thằng cơ. Vậy là trên trời còn một thằng nữa, mình sẽ công luôn. Bốn thằng mà lại sợ một thằng sao? Mình thấy bóng của hai thằng cơ, nhưng mà mới giết được có một thằng thôi. Vậy nên là bây giờ để công luôn. Sao mà phải ngại. Rồi xong, người đồng đội của mình giết người xong rồi. Mỗi một viên phóng lựu thôi là chết con người rồi. À đây lại có người nữa này. Rồi xong, gục luôn. Cuối cùng thì mình cũng được một kill. Cố lên. Lúc đầu vào cái trận ở cái đảo chờ ấy, mình có gặp một bé khủng long. Không biết là cái bé khủng long này còn sống không. Ở cái hòn đảo chờ mình có gặp một bé khủng long. Đó là cái bé
trang phục khủng long duy nhất trong cái trận này. Hy vọng là bé còn sống đến lúc cuối cùng để mình gặp Phát. Cũng có khá là nhiều anh em bảo là tại sao mình không dùng bộ ống ngắm 4X. Thì đơn giản thôi, tại vì ống ngắm 2X ấy, khi mà để cái chế độ ngắm ở cái chế độ thường ấy, thì nó bắt tâm sẽ tốt hơn là ống ngắm 1X. Vậy nên là mình chỉ dùng một là ống ngắm thường, hai là ống ngắm 2X thôi, chứ mình không dùng ống ngắm 4X. Tại vì ống ngắm 4X chỉ thích hợp cho những anh em nào thích kê sọ thôi. Còn mình thì mình không thích kê sọ, vậy nên là mình không dùng ống ngắm 4X. Thế thôi. Bo vừa mới bắn nhau được một xíu thôi, Bo đã thu vào đến đây rồi. Ăn ghém cây nấm linh chi 3 củ đã. Ở cái map đảo trên đường này, nấm thì cứ gọi là thôi rồi luôn, nhiều cực kỳ luôn. Có thanh niên nào mà ăn được hết cái số nấm trên cái đảo trên đường này chưa ta? Chắc là không có đâu. Rồi, đây rồi, có người, có người, có người. Đâu nhờ mình vừa thấy cái xe này có một người nhảy xuống mà ta. À kia. À, ông Obama tên mình đã giết rồi. À đồ ngon đồ ngon. Có cái mũ ba này, tự dưng lại có mũ ba. Bom khá là nhiều. Thế mình có nên đặt cái giáp ba hay không ta? Thôi mình bỏ đi. Giáp 3 hỏng rồi mà cái chỗ này thì không có tăng giáp đâu. Rồi bây giờ thì việc đơn giản của mình là đi vào nhà và nấp thôi. Xem có thằng nào thì bắn, là không có thì thôi. Team mình thì có một ông bị mất mạng rồi kìa. Nằm ở ngoài bo rít khá là đau. Rồi, bắt đầu thấm hơn này. Rồi rồi xong xong. Mất một người. Ông ấy kết nối lại đúng cái lúc mà ông ấy không thể nào làm gì được. Mình sẽ đốt cháy con xe này đi. Xe ở cái thời điểm hiện tại rất là... Ôi à, ông Obama team mình đang bắn ai vậy? Sao mình thấy ai ta? Bắn khá là gắt nhưng mà không thấy người đâu. Mình cần phải ra gần hơn để thấy được địch. Ở trong cái map, trong cái game Free Fire này thì tầm nhìn xa tối đa để có thể thấy được người là 100m thôi. Nó không không được xa như kiểu PUBG đâu. PUBG nhiều khi bắn bừa mà đạn nó bay trúng vào người vẫn chết bình thường. Nhưng mà trong cái Free Fire này thì chỉ được 100m thôi. Ô, bắn nhau ở đâu vậy ta? Mình còn chưa kịp nhìn thấy người mà team mình đã giết người rồi. Mấy thanh niên này khá là ghê gớm. Ok, hiện tại là chỉ còn có 8 người thôi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, mình thấy rồi, mình lại thấy địch rồi. 4 thanh niên nấp ở cái căn nhà hai cửa sổ kia. Được đấy. Nào ra đây cưng ơi. Ra đây cưng ơi. Ra đây cưng ơi. Ra đây. Rồi. Bắn gọi là mỏi tay luôn mà chưa bị gục. Đồ. Rõ ràng hở mà bắn lại cứ vào cây là thế nào nhờ. Này thì này. Mày vỡ một rồi xong. Nó bò rồi anh em ơi, nó bò rồi, nó bò rồi. À bé khủng long kìa. Ôi định mệnh thằng nào KS của mình vậy? Nam là thằng nào? Mình vừa thấy bé khủng long đây rồi. Bé khủng long đây rồi. Lại nữa. Nam bao nhiêu nhở? Lại KS. Lại KS của mình rồi. Hay quá. Đồng đội của mình giết được một người. Đây rồi. Bé khủng long đây rồi. Rồi xong. Bé khủng long duy nhất trong cái trận đấu ngày hôm nay đã bị tha mau rồi. Có một thanh niên KS khá là nhiều. Không biết là cái thanh niên ấy đang bắn từ đâu nữa cơ.
cứ thế bắn gục là thanh niên ấy lại cay hết rồi. À kia kia kia, mình thấy chấm đỏ rồi, ngon quá, có cái giáp ba lành. Đạn súng trường của mình cũng hết rồi, còn có hai mấy viên thôi. Đây rồi, hai thằng, ba thằng. Thôi, tốt nhất là cái ở cái thời điểm mà bo đang thu cái này thì tốt nhất là mình sẽ chọn phương án chạy thôi. Bảo mà chạy thẳng lên chỗ kia là mình thiệt 100% luôn. Đây là mình sẽ chạy chéo ra, tránh được bọn nó càng nhiều càng tốt. Đằng nào thì cũng chỉ còn team mình với team nó thôi. Thứ nhất là nó đang lợi về người, thứ hai là nó đang lợi về bo. Không thể chọn cái phương pháp gọi là nguy hiểm chạy thẳng lên được, mà chỉ có chạy chạy vòng thôi. Rồi, bây giờ là ăn miếng trả miếng này. Chơi không? Chơi không? Mình vừa thấy cái đầu lò lên xong, bây giờ chạy mất luôn. Nào, á à, kia kia, chạy bo, chạy bo, chạy bo. Chạy bo này, lên đỉnh này, lên đỉnh nhá, lên đỉnh này. Rồi, ok, xong. Một thằng gục luôn. May mà mình cũng hết đạn luôn rồi. Một thằng, ok. Nào, bây giờ còn thằng nào chơi nữa nào? Khá là hên cho mình là cái bo nó không vào đỉnh nhá. Bo nó mà vào đỉnh là mình xác định rồi. Bo mà vào đỉnh mà mình chạy từ đây lên đỉnh là bọn nó giã vào đầu cho thì sưng đầu luôn. Lại còn có một tảng đá ở đây nữa chứ, khá là đẹp. Nói chung là trận này khá là hên cho mình là có một cái tảng đá ngay ở cái chỗ này. Bắn gắt đấy. Mình sẽ chờ xem cái bo này thu vào trong nó sẽ vào đâu. Bọn nó đứng trên đỉnh núi nên là nó khá là nó lợi hơn mình khá là nhiều. Thanh niên Obama định câu bom lên. Nhưng mà do là cái địa hình gọi là đồi núi như thế này thì làm sao mà câu bom được đây? Chỉ có bọn nó câu bom xuống dễ thôi chứ mình câu bom lên thì rất là khó. Mình cũng rất là may là bọn nó không chịu, bọn nó không câu bom xuống, chứ bọn nó mà câu bom xuống là lại mệt đấy. Rồi, khá là hay, cái chấm trắng lại về phía bên mình rồi. Nhưng mà sao đồng đội của mình lại bị gục thế kia? Làm sao mà cứu đây? Mày bắn ai đấy, thằng ôn này? Rồi xong, nó gục luôn rồi. Hay quá, mình bắn được một thằng gục rồi. Ô. Rồi, rất hay cho cái ông Obama. Ông ấy đi móc lên và ông ấy giết được hai thằng, thế là thằng kia nó chết luôn. Rồi, ok, cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like cho video nếu anh em cảm thấy nó hay. Và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là vui và leo danh thật là cao. Bye bye.